Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Tottenham và câu lạc bộ Brentford. Đây là trận đấu thuộc vòng đấu thứ 22 giải Ngoại hạng Anh và sẽ được diễn ra vào lúc 2:30 rạng sáng ngày 1 tháng 2 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá thì câu lạc bộ Tottenham sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Brentford với mức kèo là 1 trái. Mức kèo cũng có thể tăng 1,25 và hạ xuống còn 0,75. Mức tài xỉu là 3 trái, 3,25 và 2,75 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có tạo một kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nhé. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này. 5 lần gặp nhau gần nhất của Tottenham và Brentford thì mỗi đội đều có 1 chiến thắng, còn lại 3 trận hòa. 5 trận thi đấu gần nhất của Tottenham thắng 2, hòa 1 và thua 2. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Brentford thì Brentford thắng 1, hòa 2 và thua 2. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Brentford được chấp 1 trái hoặc là 1,25 ở trận này. Vì sao? Mặc dù trận này Brentford phải đi làm khách và còn bị đánh giá cửa dưới, nhưng mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì mình thấy là Brentford họ cũng không phải một đối thủ hoàn toàn quá yếu hơn là mấy so với Tottenham đâu. Thứ hai nữa thì do cái mức kèo chấp nó cũng hơi cao. Nếu như lượt trận này hai đội kết thúc với 1 tỷ số hòa hoặc là Brentford có để thất bại trước Tottenham với cách biệt là 1 bàn thì chúng ta chọn Brentford được chấp. Chúng ta cũng chỉ từ quê kèo đến thắng kèo mà thôi. Và thứ ba nữa thì trong bóng đá nó cũng chưa nói trước được nhiều điều, khi mà 90 phút chưa kết thúc không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Những lần đến làm khách trên sân của Tottenham trước đây thì mình thấy là cũng có một số trận Brentford đều có điểm mang về, và ở lượt trận này biết đâu một lần nữa Brentford họ sẽ làm nên chuyện với 1 chiến thắng trước Tottenham thì sao. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Brentford được chấp ở trận này, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Mức tài xỉu là 3 trái, 3,25 và 2,75. Thì những lần gặp nhau trước đây của hai đội trên sân nhà của Tottenham thì thường mình thấy nó cũng không có được nhiều bàn thắng được ghi, với lại là cái hiệu suất ghi bàn của hai đội thời gian vừa qua nó cũng chưa mấy thật sự gọi là tốt cho lắm. Mình nghĩ cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu ít bàn thắng được ghi. Dự đoán hai đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số là hòa 0 đều, 1 đều hoặc 1-0 nghiêng về cho Brentford ở trận này. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên đá nhẹ cái xỉu 3 nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là 1,25. Vì đó hiệp 1 với lực lượng đầy đủ và cái lối chơi biết mình biết ta của mình thì có thể là Brentford họ cũng sẽ không chịu thua Tottenham ở hiệp 1 đâu. Thậm chí là biết đâu hiệp 1 Brentford mới là đội sẽ có bàn thắng dự trước. Hiệp 1 các bạn chọn Brentford được chấp nhé, và đá nhẹ cái xỉu 1,25 hiệp 1. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Brentford và xỉu ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn.